Chơi đồng hồ của chính hãng. Xin kính chào anh chị em và các bạn. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn chiếc đồng hồ Longines. Đây là chiếc đồng hồ Longines thì dòng automatic vàng đúc 18 carat hay còn gọi là AU 750. Cái model của đồng hồ là 4195 L993, chạy máy 25 chân kính. Chiếc đồng hồ này thì được sản xuất khoảng cuối 1970, đầu những năm 1980. Khi sản xuất thì đồng hồ dành cho nam, nhưng hiện nay thì cái size này nó khá là nhỏ. Thế chính vậy mà chúng ta gọi chung là cái kiểu unisex, tức là dành cho nam thanh hoặc là dành cho nữ thích to một chút cũng được. Đấy. Đồng hồ thì có cái kích thước là khoảng 35,5 mm cả núm, khoảng 36,5 mm cả tay. Đấy. Dây da thì xấp xỉ 18, khoảng độ 17,75 gì đó mm. Đặc trưng của đồng hồ là cái đồng hồ khá mỏng, mặc dù là cơ tự động, nhưng nó chỉ mỏng khoảng độ 6 đến 6,25 mm thôi. Đấy. Núm làm đá. Số chỉ giờ chúng ta là số La Mã 2 kim, mặt số là vàng nhạt. Đúng. Chiếc đồng hồ đây. Chiếc đồng hồ thì đương nhiên từ thời điểm đó đến giờ thì dây nó không còn nữa rồi, và chúng ta là dây thay mới. Không có cái vết xước rõ nào. Đấy, về cơ bản là còn đẹp. Chiếc đồng hồ hiện nay thì mình theo dõi sau khoảng độ tầm 2 ngày thì mới sai số khoảng độ tầm phút hơn phút gì đó. Như vậy trung bình sai số khoảng độ tầm 1 tuần thì mới sai số khoảng độ tầm 3-4 phút. Chiếc đồng hồ này mình đã bán rồi. Đấy, đây là mình review lại thôi. Nguyên bản về thân về máy. Cảm ơn các bạn đã xem video.